Vì sao ngày 13 tháng 5 đi vào lịch sử nhân loại? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Đây là ngày mà hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng người thân của họ bày tỏ lòng cảm ơn đối với người sáng lập cũng như pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân tuyệt vời này. Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn phổ truyền lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Đây là môn tu luyện của Phật gia, lấy việc đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ, cùng với việc tập luyện 5 bài công pháp nhẹ nhàng, khoan thai để cải thiện sức khỏe và tâm tính của người tập. Ngày 13 tháng 5 cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, người đã được 4 lần đề cử giải Nobel vì hòa bình, cùng với gần 4.000 thư khen ngợi khắp nơi trên thế giới dành cho những công hiến của Ngài và môn tu luyện này. Chân, thiện, nhẫn là giá trị phổ quát của toàn nhân loại. Vì vậy, tới nay đã có tới hơn 114 quốc gia trên thế giới và hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những bằng chứng y khoa được nghiên cứu và công bố rộng rãi trên thế giới về lợi ích của môn tập dựa trên 12.000 phản hồi, đó là hồi phục sức khỏe trên 90%, trong đó 58,5% là hồi phục hoàn toàn, và giải tỏa căng thẳng trên 90%, trong đó giải tỏa căng thẳng hoàn toàn chiếm 56,6%, theo tài liệu Minh Huệ 30 năm Hồng Truyền Đại Pháp. Mặc dù mang lại trăm điều lợi như vậy, nhưng Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại và đàn áp tại chính Trung Quốc, quê hương của môn tu luyện này. Đảng Cộng sản Trung Quốc chạy theo thuyết vô thần, muốn kiểm soát tất cả, cùng với tâm đố kỵ của Giang Trạch Dân, người đứng đầu chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ. Ông ta ghen ghét với nhóm người tốt này, vì lợi ích tuyệt vời của môn tu luyện, chỉ trong vòng 7 năm, số người tập luyện môn này đã đông hơn số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giang Trạch Dân thề sẽ nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Ông ta đấu với trời, đấu với đất, bẻ cong luật pháp, thành lập phòng 610 để chuyên bức hại người tu luyện Pháp Luân Công, đổ 1/4 GDP của Trung Quốc để bức hại tàn bạo những người tu luyện. Hàng ngàn báo đài trung ương và địa phương tại Trung Quốc phát đi phát lại nhiều lần cảnh dàn dựng tự thiêu giả, vu khống cho người tu luyện tự tử và cho rằng môn tu luyện là tà giáo. Mặc dù trước đó, Pháp Luân Đại Pháp được báo chí nhà nước Trung Quốc ca ngợi vì những lợi ích sức khỏe và tinh thần do môn tập mang lại. Tính tới nay, cuộc bức hại đã hơn 23 năm và vẫn âm thầm tiếp diễn. Nhiều người tu luyện đã bị làm nhục, vắt kiệt tài chính, thân thể bị hủy hoại và mổ cướp nội tạng sống để làm giàu cho quan chức Trung Quốc. Đến nay, việc thu hoạch nội tạng đã được các luật sư nhân quyền điều tra làm rõ và công bố trên toàn thế giới. Bức hại đã không ngăn được tinh thần quả cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Họ đều nói lên sự thật về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại một cách ôn hòa. Qua nhiều phương pháp như thắp nến, cầm biển tại các điểm du lịch, viết báo, làm video, vẽ tranh hay sáng tác nhạc, v.v. Thông qua những nỗ lực này, nhiều người trên thế giới đã biết sự thật và ký tên ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5, rất nhiều học viên trên toàn thế giới và những người có lương tri, minh bạch về sự thật cùng nhau tri ân tới Đại sư Lý Hồng Chí. Nhiều thành phố thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp cũng như gửi thư vinh danh và cảm ơn tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ có sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích to lớn, hàng trăm triệu người đã có lại được sức khỏe và trở thành những người tốt trong xã hội. Cuộc đời của họ đều sang một trang mới, không còn bệnh tật hay những lo lắng về kim tiền vật chất. Họ hiểu ra ý nghĩa chân thực của cuộc sống và luôn hướng thiện để lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Nếu không có ngày 13 tháng 5, nếu Đại Pháp không được phổ truyền, có lẽ nhân loại đang chìm sâu trong bóng tối khi mà lương tri ngày càng bị coi rẻ. Rất nhiều thảm họa thiên nhiên sẽ xảy đến nhiều hơn nữa khi đạo đức không còn. Nhiều người cũng không thể thoát được bệnh tật và không thể hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh nếu không có ngày 13 tháng 5. Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho tương lai. Nhân loại đang đứng trước nhiều thảm họa thiên nhiên như động đất, lũ lụt, sóng thần, v.v. hay dịch bệnh có quy mô toàn cầu. Khi đạo đức xã hội tụt dốc, cũng chính là lúc tai ương xảy nạn xảy ra. Vì thế, nhân loại cần nâng cao đạo đức và thức tỉnh. Chỉ có kính tín thần Phật, sống lương thiện mới cứu được chúng ta thoát khỏi đại nạn. Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền, mang tới cho nhân loại niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Chân, thiện, nhẫn là giá trị cốt lõi
Khi hành xử theo giá trị ấy, con người sẽ vĩnh viễn giữ được đạo đức cao thượng, phúc báo tới và đại nạn sẽ rời xa. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được những điều tốt đẹp trong cuộc sống và luôn bình an. Bàn chân tôi nhỏ bé đi tới những làng mạc xa, bao năm sợ chi gian khổ, sự nghiệp truyền khắp muôn nhà. Và tôi ca vang khúc hát, lời ca nốt nhạc du dương, thiện tâm mang tặng sen quý, thánh duyên trong tay bạn rồi. Đại pháp khắc nhớ trong tâm, cố hương vẫn đang chờ mong, ba việc mình luôn không quên, sư tôn sẽ luôn an vui. Kiên khang tâm sáng trí bền, chính pháp chắc chắn sẽ thành, ta trợ sư xa gì nguy nan, từ bi hóa thành đôi cánh đưa ta về tới thiên đường. Tôi ca vang khúc hát, lời ca nốt nhạc du dương, thiện tâm mang tặng sen quý, thánh duyên trong tay bạn rồi. Đại pháp khắc nhớ trong tâm, cố hương vẫn đang chờ mong, ba việc mình luôn không quên, sư tôn sẽ luôn an vui. Thành đôi.